Xin chào toàn thể quý cô chú anh chị kính mến. Thì hôm nay thì Phong cũng tiếp tục cập nhật cái tình hình mới nhất của chị Phiên. Trong ngày hôm nay thì Phong cũng mới vừa điện thoại cho anh Thành. Thì cũng biết là anh Thành trong cái hiện giờ thì anh Thành cũng đang rất là buồn. Khi mà nói chung là sức khỏe của chị Phiên thì cũng có tiến triển, là ăn uống cũng rất là nhiều rồi. Là bây giờ là không có nhờ bất cứ cái máy nào hỗ trợ cho chị thở và chị ăn hết. Bây giờ tháo ra hết. Nhưng mà xong á, bên cạnh đó thì sức khỏe chị Phiên mà việc mà cơ tay á, là cơ tay là với cơ chân á, là do nằm cái thời gian là trên giường là rất là lâu rồi, nên không có thể vận động và lượng máu mà truyền mà dẫn đến cắt cơ tay cơ chân thì rất là ít. Nên bây giờ là tay chân của chị Phiên là đang có dấu hiệu là teo rất là nghiêm trọng luôn. Xong cái bên cạnh đó thì các cơ tay cơ chân thì nó cũng còn không có còn cảm giác nữa, hình như là cũng không có còn cảm giác nữa. Thì anh Thành hôm nay là nghe anh Thành nói thì Phong cũng rất buồn và cũng rất là ngạn ngào. Thì anh Thành lúc nào thì ảnh cũng muốn là gửi đến những cái gì được gọi là vui nhất và tình cảm nhất, gửi đến tất cả cô chú anh chị để mọi người gần xa đỡ bớt cái sự lo âu á, rồi đỡ cho mọi người được lo hơn. Thì bữa nay thì anh Thành thật sự là rất là buồn khi mà tâm sự với Phong. Tại vì Phong với anh Thành và anh Vi Food và chị Nam Phương á, thì cũng là những anh em là rất là thân thiết. Nên là khi có bất cứ chuyện gì á, thì anh Thành là cũng mở lòng nói và tâm sự kể cho anh em nghe hết. Những lúc á, mà anh Thành chăm sóc mà thấy chị Phiên trong cái tình cảnh như vậy á, thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi, là người vợ người chồng mà khi mà thấy người vợ của mình á là đang nằm trong cái tình cảnh như vậy á, thì lúc mình chăm sóc rồi mình lúc mà mình thoa giữa những cái vết thương á, rồi mình có cảm giác thật sự là rất là đau đớn. Vì có một người vợ mình mà luôn mà bao năm tháng mà luôn mà sống chung với mình, rồi lúc những lúc mà vui buồn đều tâm sự rồi trò chuyện với mình mà bây giờ như vậy, rồi mình bây giờ mình giữa vết thương hay là mình dọn vệ sinh cho vợ của mình á, thì mình có thật sự là có cảm giác nó rất là đau đớn, thật sự là đau đớn rất là nhiều, đau đớn còn hơn là người vợ của mình đang nằm như vậy nữa. Một cái sự đau đớn là rất là thầm lặng, trong khi là anh Thành cũng thật sự là muốn khóc, thật sự là khóc luôn chứ không phải là muốn khóc nha quý cô chú anh chị, khóc rất là nhiều. Nhưng mà những lúc đang có những người thân ở đó hoặc là người vợ của mình đang nằm ở đó thì anh Thành là không có muốn rơi những giọt nước mắt xuống, và cố lặng lẽ giống như đi tới nhà vệ sinh hay là một cái góc khuất nào đó, và lúc đó anh sẽ khóc thật nhiều, khóc để cho nó vơi đi cái sự mà nỗi buồn trong cái lòng của mình á. Thì anh Thành cũng không có muốn mà cho vợ của mình, mặc dù chị Phiên á thì cũng nằm ở đó rồi, thì nói chung là chỉ sức khỏe thì yếu kém, nhưng mà cái cảm giác nhưng mà cái tình cảm mà trong chị á thì chị cũng vẫn còn biết. Nên anh Thành là cũng không có muốn mà để cho vợ của mình biết cái sự đau đớn trong cái tâm của anh Thành á, nó cũng rất là dằn vặt rất là nhiều. Thì những lúc anh Thành rảnh rỗi thì anh Thành cũng kể những cái chuyện mà vui buồn á, vui buồn mà là trước kia á, lúc mà chị Phiên á còn chưa xảy ra tai nạn á, thì kể là những cái chuyện vui để cho chị Phiên nhớ lại và có thể vui những lúc mà vợ chồng còn là bên cạnh nhau á, rồi hai người con của mình nữa. Anh Thành cũng vui tính lắm, là hay mở lên những cái kênh YouTube của anh em của giống như Phong nè, là đăng tải lên thì cô bác rồi anh chị gần xa gửi những lời chúc là tới gia đình của anh Thành, thì anh Thành cầm một cái máy điện thoại lên và ngồi mà đọc cho chị Phiên nghe. Thật sự là mình thấy mình cũng rất là vui, mình cảm thấy cái cảm giác nó hạnh phúc rất rất là lớn luôn á. Mặc dù bây giờ là chị nằm như vậy nhưng mà lúc anh Thành đọc tới đâu á thì chị chỉ có là gật đầu hoặc là chớp mắt thôi, nhưng mà cái đó là cũng bây giờ đối với anh Thành là cũng cảm thấy cũng rất là hạnh phúc rồi. Trong mấy cái ngày qua thì Phong cũng được các cô chú với anh chị là Phiên Phong là nói truyền tải tới anh Thành á,
là nên phóng sanh, là giúp ích cho chị Phiên rất là nhiều. Thì nó sẽ phóng sanh thì nó sẽ tạo được cái duyên duyên rất là tốt. Thì Phong cũng có truyền đạt cho anh Thành, thì anh Thành cũng có làm giống như vậy, và anh Thành cũng làm lâu rất là lâu rồi, anh Thành cũng có phóng sanh, đầu thả cá, đầu cũng cầu nguyện cho chị Phiên là sớm được hồi phục. Thì bên cạnh đó thì những lúc tối á, thì những lúc rảnh rỗi thì anh Thành cũng có niệm Phật rất là nhiều, và bên cạnh đó thì anh Thành cũng là bóp tay bóp chân cho chị Phiên, là cho cái gân cốt nhưng mà các cơ á, nó được cái giống như mà được hồi phục, chứ nó được co giãn thì máu nó mới được cái lưu thông tốt. Nhưng mà trong mấy ngày nay á, thì cái tay cái chân của chị á, là bây giờ là cũng đang suy nhược rất là nhiều rồi, nên bây giờ là phải cần giống như mà có sự chăm cứu thì nó mới hồi phục, nhưng mới tiến triển được. Thì mấy ngày hôm qua thì anh Thành cũng đã bỏ ra rất có nhiều khoản tiền cũng khá là lớn để mà giúp cho những cái đồng bào bị thiệt hại rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì anh Thành cũng gửi cho Phong là một cái số tiền để giúp cho người cô ở cùng quê với Phong, đó chính là cô Đẹp. Thì Phong cũng cảm ơn cái tấm lòng của anh Thành, vì anh Thành nghĩ là mình giúp cho người khác thì sẽ gieo được cái nhân tốt, và lúc đó thì chị Phiên sẽ phần nào mà bớt đi cái sự đau đớn, bớt đi cái sự mà giống như là đau đớn, rồi sức khỏe của mình đã sớm hồi phục tốt hơn. Thì cái đó là cái sự mong chờ lớn nhất của anh Thành, vì anh Thành nghĩ cái thật sự cái sức khỏe trên đời này thì nó rất là quý, mà không có thể nào mà tiền bạc hay là bất cứ cái nào mà có thể đánh đổi được. Sức khỏe rất là quan trọng, vì khi mình có một người thân, và nhất là người vợ hay người chồng mà ở đây là chị Phiên, là người vợ của anh Thành, thì bây giờ là sức khỏe của chị đang rất là yếu, mà chị nằm ở đó thì khả năng mà hồi phục thì có thể hồi phục được, nhưng mà bây giờ là cái chân với cái tay là teo rất là nhiều, nên mà khả năng mà đi lại thì có thể nói là một kỳ tích nữa. Thì Phong cũng thật sự là mong cái ngày mà chị Phiên có thể mà hồi phục cái bàn tay với đôi chân của chị và thật là sớm. Tại bây giờ là chỉ có mong là chăm cứu thôi, chăm cứu mới giúp cho chị thôi, chăm cứu cho máu nó lưu thông được tốt thì nó sẽ giúp cho chị được tốt hơn. Thì Phong chỉ có mong muốn như vậy. Thì Phong biết trong ngày hôm nay thì anh Thành cũng điện, cũng nói chuyện với mấy anh em, cũng nói chuyện là em biết là anh Thành đang rất là buồn, nhưng anh hãy cố gắng lên, vì cái cuộc sống này nó còn nhiều điều mà nó nhiệm màu lắm, với nhiều điều tốt đẹp mà có thể là mình sống như thế nào, mình sống tốt á thì trời ở trên cao á, người ta sẽ ngó xuống, người ta sẽ biết, rồi người ta có thể ông trời trời Phật sẽ giúp cho mình. Anh đừng có buồn quá, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi làm lay chuyển cái lòng của anh. Thì em chỉ có phiên anh như vậy thôi, thì tụi em là luôn ở bên cạnh anh, và lúc mà những lúc mà anh vui buồn á thì anh điện thoại cho tụi em, lúc nào tụi em cũng rất là vui. Hôm nay thì Phong cũng nói đến quý cô chú anh chị một cái tin rất là vui. Thì anh Doanh Nguyễn là từ trước tới giờ là anh giúp cho gia đình của anh Thành và nhất là chị Phiên rất là nhiều rồi, và thì trong cái khoảng thời gian kế tiếp mà nếu mà anh Thành có gặp cái sự khó khăn nào thì có thể liên hệ với anh Doanh Nguyễn, thì anh Doanh Nguyễn sẽ giúp anh Thành một cách tận tâm luôn. Thì anh Thành cũng dáng mà do lo sức khỏe mà giữ gìn, mà chăm lo cho chị Phiên được tốt hơn, thì em cũng mong muốn như vậy thôi. Thì bây giờ em cũng nãy giờ em cũng tâm sự với quý cô chú anh chị gần xa cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ em cũng khép cái phần video tại đây. Thì em cũng chúc cô chú anh chị có một ngày mới thật là ấm áp vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe. Thôi bây giờ Phong xin chào quý cô bác anh chị nha.